tuyệt vời. Bạn sẵn sàng chưa? Đi thôi. Chuyến bay của con thế nào? Dạ tốt. Còn con thì sao Nikki? Dạ tốt. Đi thôi. Lên thôi. Blood, đi thôi. Đây là đồ uống chào mừng. Em ấy muốn khám phá du thuyền của chúng ta. Blood là giỏi nhất. Dạ. Đang vẫy tay với chúng ta. Đúng rồi. Tuyệt vời. Ha ha. Oh yeah. Hãy đến với tôi. Đã đến lúc vui chơi. Đi thôi. Hãy đến với tôi. Tuyệt. Đi thôi. Bắt đầu thôi. Yo-ho! Chúng ta sẽ đi trên mô tô nước. Đi thôi. Con có hào hứng không Nikki? Yeah. Okay. Anh đã sẵn sàng. Đi thôi. Đi nhanh hơn. Chào. Tuyệt vời. Tuyệt. Bịp bịp. Woohoo. Đi nhanh hơn. Hãy đến với tôi. Tạm biệt. Con đã rửa nó chưa? Dạ rồi. Piu 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 piu.
piêu 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 piêu. Con khỉ ư? Dạ. Đó. Con có thích nó không? Đẹp không? Con có gì nào? Wow, đẹp. Đi thôi. Giỏi. Giỏi. Lát con sẽ ăn gì nào? Con không biết. Hãy xem những gì ở đó. Tuyệt. Em có một ngôi sao. Nó có ngon không? Sẵn sàng chưa? Tuyết, đến lượt tôi. Tuyệt vời. Yoho. Hãy vui lên. Oh yeah. Con có thích pizza không? Yeah. Ok. Xuất sắc luôn. Đó là chiếc mũ. Hoàn hảo. Ok. Wow, con tạo ra hả? Yeah. Rất là ngon. Em cũng vậy. Em sẵn sàng chưa? Đi thôi. Bắt cá đi. Bắt được rồi. Yeah. Bạn sẵn sàng chưa? Yeah. Kẻ vượt ngục. Đây là kẻ vượt ngục. Sẵn sàng. Cố lên, cố lên. Oh yahoo, chúc mừng con. Oh yeah. Yuhu. Oh không, chờ đã, chơi. 1, 2, 3 4, 5 9 con cá. Bây giờ là 9 con cá, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đến 10 hoặc nhiều hơn. Yeah, yeah, hoàn hảo yeah. Cái gì? Đó là con lớn nhất. Liên tục. Chúng ta có 17 con cá. Đi thôi. Đường nào nhỉ? Đường này. Bữa sáng của con đâu? Nhà hàng này chỉ hoạt động cho bữa tối. Đặt một ít kẹo bên trong nó. Tôi sẽ có màu xanh lam. Khi nào nó sẽ nguội đi? Tuyệt.
Ôi nhìn kìa, nhìn vào cái gậy của tôi. Rất tốt. À, tuyệt. Chúng ta đã xây xong tầng 2. Yeah. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Chúng ta đã hoàn thành lâu đài. Woo. Oh yeah. Hãy là những đám mây. Hãy tạo ra một cơn sóng. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Hãy nhìn những gì em đã làm. Chúng ta hãy đi đến sự kiện sáng sinh. Tuyệt. Oh yeah.